Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Go pop it like. Bất chấp nguy hiểm, ông bố để con gái 3 tuổi chơi với trăn khổng lồ dài tới gần 6 mét. Liệu bạn có cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng một ngôi nhà chứa đầy trăn và rắn bò lổm ngổm hay không? Đó lại chính là những loài vật nuôi quen thuộc của cô bé Katy người Mỹ cùng hai người em ruột. Điều đặc biệt là bọn trẻ không hề sợ hãi một chút nào. Eric Lebilensi sống tại bang California, Mỹ là một người hâm mộ cuồng nhiệt loài bò sát với bộ sưu tập hàng trăm loại rắn và thằn lằn khác nhau. Mới đây, cửa hàng bán thú bò sát của Eric gặp hỏa hoạn gây thiệt hại không nhỏ. Thế nên, anh đã có một quyết định vô cùng điên rồ, đem tất cả chúng về nuôi tại chính ngôi nhà của mình. Mặc cho những sinh vật nguy hiểm này có thể đe dọa đến tính mạng người thân trong gia đình ở bất cứ lúc nào, Eric cảm thấy không có vấn đề gì khi cho chúng chơi với ba đứa con bé bỏng của mình là Erica 3 tuổi, Larry 4 tuổi và Katy 7 tuổi. Eric nói rằng, con gái tôi từng bị loài rồng út tấn công, đó là vết cắn đau đớn nhất mà bé phải chịu. Con trai tôi khi mới có 2 tuổi cũng đã từng bị một con trăn bóng đập một phát trên trán. Lần đó do bé nghịch ngợm mở nắp thùng chứa và không may làm con trăn giật mình. Thế là nó bất ngờ nhảy xồm lên và cắn bé một nhát đau ở mũi. Năm nay 43 tuổi, Eric dự định sẽ sửa chữa lại cửa hàng của mình, đồng thời vẫn tiếp tục dạy dỗ bọn trẻ để chúng không cảm thấy sợ hãi loài bò sát này nữa. Đặc biệt là khi giờ đây chúng đã trở thành những loài vật nuôi thân thiết với lũ trẻ. Thực ra, chúng cũng khá dễ nuôi đấy chứ, không hề có bọ chét, lại chẳng cần phải chăm sóc quá nhiều. Thậm chí, bạn cũng đỡ phải đưa chúng đi khám thú y nhiều lần như chó mèo. Hiện tôi đang nuôi một chú trăn vàng bạch tạng 7 tuổi tên là Shelby. Đây là một trong những loài rắn lớn nhất trên thế giới. Thường thì khi rắn càng to thì càng có hàm răng lớn, độ nguy hiểm cũng cao hơn. Nhưng với Shelby thì khác, tính nó lại rất hiền. Hiện giờ, chiều dài của nó rơi vào khoảng 5-7 mét và bạn không biết được nó có khả năng gì đâu. Cầm nó trên tay, cảm giác như có một khối thịt khổng lồ đang động đậy vậy. Khi đùa giỡn với bọn trẻ, nó thường có xu hướng cuốn chúng lại. Bọn trẻ cũng cảm thấy sức mạnh đến từ con trăn này. Điều này hoàn toàn là bản năng sinh tồn thông thường và tôi hoàn toàn tôn trọng nó. Tuy tỏ ra thoải mái khi để lũ trẻ chơi cùng với những loài bò sát nguy hiểm, nhưng Eric luôn đảm bảo rằng chúng rất an toàn và anh gần như không bao giờ để bọn trẻ chơi một mình với chúng. Ở đất nước này, ai cũng có quyền có quan điểm riêng của mình. Nhiều người cho rằng dạy trẻ cách bắn súng là điều nên làm. Tôi thì không muốn con mình học cách dùng súng đâu. Nhưng nếu chúng thích chơi với rắn thì tôi thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại. Việc dạy con cái như thế nào là tùy theo từng quan điểm của mỗi người. Khi lớn lên tôi đã từng bị rắn, chó hay thằn lằn cắn rồi, nhưng cái cảm giác đau nhất là khi tôi ngã từ trên cây xuống. Thật sự mà nói thì ta chẳng lường trước được chuyện gì có thể xảy ra, hãy cứ để trẻ con được sống hồn nhiên như chúng vốn dĩ vậy thôi. Cả Erica, Katy và Larry cũng đều cảm thấy yêu thích môi trường sống có phần độc đáo này và không tỏ ra sợ hãi một chút nào. Katy nhí nhảnh đáp, cháu thích loài rắn vì chúng rất hiền hòa và thân thiện. Chúng rất ngoan và không bao giờ quay mặt cắn lại tay cháu cả. Phải thật nhẹ nhàng với nó và để nó tự do trường bò mới được. Tốt nhất cứ nên thoải mái và coi như chúng sẽ không làm hại mình là được. Có thể lúc đầu chúng sẽ muốn đớp mình một miếng, nhưng về sau nếu biết mình không có ý gì làm hại nó cũng không cắn nữa đâu ạ. Khó tin ở thế kỷ thứ 18-19, người ta lại có sở thích rùng rợn đến thế này. Bạn sẽ không hình dung nổi người xưa tiêu khiển bằng những cách kinh dị và không kém phần tàn nhẫn như thế nào đâu. Mặc dù có không ít sách vở, tư liệu, hình ảnh ghi lại cuộc sống của con người ở thế kỷ thứ 18-19, nhưng chừng đó không thể nào phản ánh trọn vẹn và chính xác nhất về bộ mặt xã hội cũng như đời sống vào thời đó. Có lẽ do khoảng cách giữa các thời đại và những thay đổi trong xã hội đã trở thành một rào cản để chúng ta có thể hiểu những sở thích quái dị của người xưa, chẳng hạn như chụp ảnh không đầu hoặc dùng mèo để đốt lửa trại. Đốt lửa trại bằng mèo. Vào thế kỷ 18,
cứ đến hạ chí mỗi năm là người Pháp lại tập trung tại quảng trường Hôtel de Ville Paris đốt một đống lửa trại thật to rồi quay quần ca hát nhảy múa uống rượu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu họ không sử dụng mèo để làm mồi nhóm lửa. Người ta cho những con mèo còn sống vào một bao tải lớn, buộc chặt miệng bao lại rồi treo lên đầu ngọn lửa, để ngọn lửa từ từ bắt vào chiếc bao và cháy rụi dần. Những con mèo sẽ mặc sức gào thét vùng vẫy đến tuyệt vọng trong chiếc bao ấy rồi chết cháy, chết ngạt, biến thành những mồi lửa sống. Sáng hôm sau khi mọi người tỉnh dậy, họ sẽ mang một ít tro mèo về làm bùa may mắn. Giải thích cho nguồn gốc của thú vui kinh dị này, các nhà sử học cho biết người Paris thời đó tin rằng mèo là loài vật không có linh hồn, đôi lúc còn bị coi là hiện thân của quỷ dữ hoặc phù thủy. Việc mang tro mèo về nhà được coi như một lời nhắc nhở răn đe những con quỷ rằng nếu chúng vào nhà thì sẽ có kết cục giống như thế, bị thiêu sống đến cháy rụi thành một giấm tro đen. Trào lưu chụp ảnh người không đầu. Có thể khi vừa ghé mắt nhìn những hình ảnh này, bạn sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một sản phẩm của Photoshop nhằm đổ lỗi cho người xưa vì thú vui rùng rợn. Nhưng không, đây thật sự là một trào lưu chụp ảnh khá thịnh hành vào khoảng thế kỷ thứ 19 tại các quốc gia phương Tây. Bằng việc kết hợp những hình ảnh từ nhiều âm bản phim máy ảnh khác nhau, các nhiếp ảnh gia thời xưa đã tạo được hiệu ứng chặt đầu hay người không đầu cho các khách hàng của mình, khiến người xem không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng chuộng trào lưu quái dị này. Bộ sưu tập hình nhân những kẻ giết người. Một trong những sở thích thịnh hành nhất vào thế kỷ thứ 19 là sưu tầm bức tượng của những người nổi tiếng. Riêng tại thành phố London, người dân lại nâng sở thích này lên một tầm quái dị mới khi họ chuộng những bức tượng về những tên sát nhân. Cụ thể, James Blumenthal là tên sát nhân được ưa chuộng nhất thời bấy giờ. Được biết, tên này là kẻ chủ mưu trong vụ sát hại dã man hai người chủ của công ty Rus, Isaac Jermis và con trai vào năm 1848. Ngoài ra, bức tượng mô tả hiện trường vụ án tại chuồng gia súc cũng là một sản phẩm bán khá chạy. Bức tượng tái hiện cảnh tên sát nhân William Carter dụ dỗ Maria Musty, nhân tình của hắn, vào nhà kho. Sau đó hắn đánh ngất và dùng tay siết cổ Maria đến chết rồi chôn xác dưới sàn. Khi vụ án được phanh phui, từng tình tiết của nó được kể lại qua một bức tượng và được một bộ phận công chúng ưa thích. Tuy nhiên, giá của những bức tượng này không hề rẻ tí nào. Chính vì vậy mà những người có đam mê sưu tầm sát nhân này đã có một lựa chọn thay thế, sưu tầm những tờ rơi về kẻ giết người. Vào ngày thi hành án, những người bán hàng rong sẽ rao bán một bản thông tin chi tiết từ thân thế quá trình diễn ra vụ án đến những bức ảnh về kẻ thủ ác. Thậm chí, một số vụ án nổi tiếng bán được hàng triệu bản, chẳng thua gì single của nhiều ca sĩ nổi tiếng thời này. Tour tham quan nhà xác. Vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, do chịu ảnh hưởng của chiến tranh tàn khốc, mỗi ngày thành phố Paris lại xuất hiện thêm nhiều xác chết vô danh. Trước tình trạng đó, chính quyền thành phố đã khởi công xây dựng một nhà xác ngay dưới chân nhà thờ Đức Bà với những buồng lạnh bọc kín để công chúng có thể dễ dàng đến nhận thi thể người thân của mình. Tuy nhiên, nằm ngoài suy đoán của chính quyền thành phố và người dân, số lượt đến thăm nhà xác này lên đến 40.000 người mỗi ngày, ngang ngửa lượng người đến thăm Disney World. Đối tượng này chủ yếu là khách du lịch, họ coi việc ngắm nhìn những tư thế của xác chết như ngắm tác phẩm nghệ thuật. Chỉ có một số ít trong 40.000 người này là tìm đến vì mục đích nhận người thân. Thậm chí, nhà xác này còn được liệt kê trong danh sách hướng dẫn du lịch của thành phố hoa lệ này. Tuy nhiên, chỉ sau nửa thế kỷ hoạt động, nhà xác này đã đóng cửa. Dạo chơi sở người. Ý tưởng sở người, nơi giam giữ người để chính con người tham quan và nhìn ngắm, có lẽ chỉ là ý tưởng của một bộ phim kinh dị hay giả tưởng nào đó. Tuy nhiên, trong thực tế, điều đó đã từng xảy ra, cụ thể là vào thế kỷ thứ 19. Những sở người như thế này tồn tại suốt hàng trăm năm tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Họ cưỡng chế bắt cóc người dân bản địa từ khắp nơi trên thế giới, sau đó nhốt họ trong những ngôi nhà sập xệ gọi là làng, với mục đích triển lãm cho những kẻ lắm tiền nhiều của xem.
Những người bị nhốt trong sở người bị đối đãi không khác gì con vật khi luôn bị ném đồ ăn vào chuồng và trêu chọc mỗi ngày. Cho đến năm 1958, hoạt động vô nhân tính này đã bị buộc dừng lại và kể từ đó sở người bị xóa sổ vĩnh viễn.